sau việc ngắm hoa anh đào khắp thế giới. Trấn Thành và Harry Uân chiêm ngưỡng sắc hoa ở Mỹ, trong khi Hoa hậu Thu Thảo, Đỗ Thị Hà lựa chọn Nhật Bản là điểm đến ngắm hoa xuân. Trấn Thành và Harry Uân vừa có 3 tuần vi vu trên đất Mỹ nhân chuyến công tác. Thời gian rảnh, hai vợ chồng tranh thủ gặp gỡ bạn bè, khám phá ẩm thực, check-in một số địa điểm nổi tiếng như ở Las Vegas. Trước khi trở về, Trấn Thành cùng vợ tới ngắm hoa anh đào đang nở rộ ở công viên Central Park, New York. Hoa hậu Thu Thảo cùng chồng đưa hai con là Sophie và Liam sang Tokyo, Nhật Bản để ngắm hoa anh đào. Người đẹp may mắn sang đúng dịp thời điểm hoa anh đào nở rộ khắp thành phố. Năm nay, hoa nở muộn hơn một tuần so với mọi năm nên nhiều du khách đã bị săn hụt mùa hoa. Thu Thảo ngắm hoa ở một số công viên trung tâm và kênh đào Chidoria, địa điểm ngắm hoa nổi tiếng ở Tokyo. MC Đại Nghĩa sang Nhật từ cuối tháng 3 và chiêm ngưỡng hoa anh đào nở sớm tại Yodo, Osaka. Nơi đây có loài hoa Kawaju Yakura nở sớm hơn các loại hoa anh đào thông thường ở Nhật khoảng 1 tháng. Diễn viên Trương Thế Vinh cũng check-in cùng địa điểm với MC Đại Nghĩa. Nhật Bản có hơn 200 giống hoa anh đào khác nhau, trong đó có loại nở từ tháng 1, 2, phần lớn loài hoa sẽ nở trong khoảng cuối tháng 3 tới đầu tháng 5. Cũng có loài hoa nở trái mùa vào tháng 11. Hoa hậu Đỗ Thị Hà có chuyến du lịch ngắm hoa anh đào ở 3 thành phố lớn tại Nhật là Osaka, Kyoto và Tokyo. Người đẹp có cơ hội chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ từ xa. Tuy nhiên, do hoa anh đào nở muộn hơn dự kiến, Đỗ Thị Hà chỉ có thể ngắm vài cây anh đào nở rải rác tại công viên Shinjuku Gen. Đây là công viên có tới hơn 1.500 gốc anh đào thuộc hơn 10 loại giống khác nhau. Diễn viên Phương Anh, Phan Ly, sang Seoul, Hàn Quốc, ngay sau khi vừa kết thúc chuyến đi Thượng Hải, Trung Quốc. Nàng dâu hào môn chụp ảnh dưới một tán hoa anh đào nở rộ ở Seoul, sau đó ghé nhiều nhà hàng ẩm thực nổi tiếng. Yến Trang, Yến Nhi không bỏ lỡ mùa hoa anh đào năm nay. Từng nhiều lần sang Hàn Quốc, hai chị em nữ ca sĩ khá thành thạo những địa điểm check-in đẹp, quán cà phê thơ mộng cùng các quán ăn hot trend. Anh hai, Lam Trường khoe ảnh ngắm hoa anh đào ở Mỹ từ cuối tháng 3. Bắc Mỹ gồm Mỹ và Canada cũng trồng nhiều giống hoa anh đào đẹp, nở rộ vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm, thu hút đông khách du lịch. Hoa hậu Diễm Hương khoe sắc dưới tán cây anh đào gần nhà ở Canada. Vợ chồng cô cùng con trai tranh thủ thời tiết nắng ấm, xuống phố chụp ảnh. Bé Noa là tác giả của bộ ảnh Sống ảo của bố mẹ. Cũng đang sinh sống ở Canada, vợ chồng Huỳnh Đông, Ái Châu đưa con trai đi ngắm hoa anh đào nhân dịp kỳ nghỉ mùa xuân. Hoa anh đào vào mùa nở rộ, phủ hồng từng con đường, góc phố, khu công viên ở Vancouver. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.